Đây là căn nhà nằm ở quốc lộ 50 hướng lộ 11, ngang 4m, dài 12m rưỡi, gồm một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ. Căn nhà này đã có sổ hồng riêng và giá rất rẻ luôn các chị. Lát nữa em sẽ bật mí cho các anh chị. Về quận 7, cầu Ông Thìn chỉ khoảng 10 phút thôi nha. Đây là căn nhà nằm ở ngay quốc lộ 50 và khu vực ngã ba Tân Kim, hướng lộ 11, ra bến xe buýt cũng rất là gần. Hãy đăng ký kênh để mình nhận video vào 20 giờ mỗi ngày nha. Và căn nhà này xe hơi có thể vô tới nơi luôn các chị nha. Căn nhà của chúng ta thì có sổ hồng riêng và có hỗ trợ vay ngân hàng luôn. Đây là một cái dự án bên em vừa hoàn thành và đang trong quá trình hoàn thiện lắp ráp những cái nội thất bên trong nữa. Đó, đây có một căn góc này khá là đẹp nha. Anh chị nào quan tâm hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, để mình được đi xem. Vị trí ở đây thì cách cầu Ông Thìn khoảng tầm 2 cây số trên quốc lộ 50 nha. Các anh chị đi thẳng quốc lộ 50 qua cầu Ông Thìn 2 cây là sẽ tới khu vực này. Và đây là khu vực cũng rất gần chợ Hưng Long, cách chợ Hưng Long khoảng 2 cây và cũng rất gần bến xe buýt Hưng Long. Khu vực này là khu vực ngã ba Tân Kim. Ở đây thì mình có thể về Nhà Bè cũng khá là tiện lợi, có phà đi qua đó, gọi là phà Long Hậu. Mình đi qua khu công nghiệp Long Hậu cũng khá là gần nha. Mình có cái phà Long Hậu đi qua là chút xíu là tới. Và ở đây thì mình cũng đi về quận 7, quận 8 theo trục đường quốc lộ 50 qua cầu Ông Thìn là rất là gần. Nhà gồm một trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ nha. Căn nhà được xây dựng theo kiến trúc hiện đại. Ở bên ngoài này thì được lát gạch từ dưới lên trên. Nhà của chúng ta có sổ hồng riêng nha, sổ hồng riêng đàng hoàng. Và sổ này vay được ngân hàng nên các chị yên tâm về mặt pháp lý ha. Đây là khu vực phòng khách khá là rộng. Diện tích của căn nhà là ngang 4m, dài 12m rưỡi, sổ hồng riêng. Căn nhà này cũng khá là dễ thương, 2 lầu luôn, rất đẳng cấp. Các anh chị nào còn chưa đăng ký kênh thì mình hãy đăng ký kênh để mình nhận được video mới nhất vào 20 giờ mỗi ngày. Kênh này luôn luôn cập nhật những cái nhà rẻ này, nhà có sổ sẵn này và đất nền vân vân khắp nơi trên khu vực Sài Gòn, Bình Tân, Nhà Bè, quận 7, Bình Chánh. Đây là khu vực phòng khách ha. Các anh chị để ý là bên tay phải, bên tay trái là được lát gạch hết luôn, để cho cái phòng khách của mình nó sạch sẽ. Nếu con của mình nó có nghịch thì mình có thể lau chùi dễ dàng. Ở trên là một cái trần thạch cao, đường nét khá là tinh xảo. Nhà ngang là 4m nha, và dài là 12m rưỡi, sổ hồng riêng. Sổ này là vay được ngân hàng luôn, nên các anh chị yên tâm, không phải là sổ chung hay là không phải là sổ đồng sở hữu. Và sổ này thì là sổ riêng, vay được ngân hàng nên các chị yên tâm. Khu vực phòng khách, hướng chính của căn nhà là hướng Tây Bắc nha các anh chị, hướng Tây Bắc. Đó. Ở dưới cầu thang thì mình sẽ có thể làm một cái tủ ốp ôm trọn cầu thang. Đó, chỗ đó mình cũng để được nhiều vật dụng đấy nha. Các anh chị nào mà đang coi livestream của chị Phương Hằng thì coi xong thì qua kênh của em xem nha. Đó. Kênh này là chuyên về bất động sản. Đó, nhà vệ sinh này ở dưới tầng trệt thì mình được làm ngay sau cầu thang để mà tiết kiệm được diện tích. Và các anh chị thấy là được lát gạch từ dưới lên trên luôn nha, đầy đủ các thiết bị vệ sinh cho mình. Đây là khu vực bếp, thì ở đằng sau có một cái cửa sổ ha. Và bên tay phải, góc bên tay phải này, đó các anh chị thấy hai cái ống, đó là hai cái ống của máy giặt ha. Mình sẽ đặt cái máy giặt ở đó. Ở trên trần thạch cao được làm khá là đẹp đấy các chị nhỉ. Đó, căn này thì ngang 4m và dài 12m rưỡi, sổ hồng riêng. Và giá đầy đủ của căn này là 1.650.000 mà thôi, giá rất rẻ luôn. 1.650.000 cho căn này nha, sổ hồng riêng mà có 2 lầu luôn. Về phần bếp này thì bên em sẽ hoàn thành cho các anh chị tủ bếp trên và tủ bếp dưới nha. Mình sẽ làm bằng nhôm hoặc là bằng gỗ nha. Làm bằng nhôm thì mình sẽ làm nó bền hơn, chống nước tốt hơn, chống mối mọt cũng ok. Đó, phòng khách rất là sáng láng nha.
Khu vực này em nhắc lại là khu vực của quốc lộ 50, qua cầu Ông Thình khoảng 2 cây là sẽ tới khu vực ngã ba Tân Kim. Ngã ba Tân Kim này thì rất nhiều những tiện ích. Thứ nhất là về khu công nghiệp, có rất nhiều khu công nghiệp ở đây. Chợ thì cũng ngay ngã ba Tân Kim có rất là nhiều chợ. Ủy ban nhân dân này, trường học rất nhiều. Trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 ngay ngã ba Tân Kim là đầy đủ. Và khu vực này cũng gần bến xe Hưng Long nên các anh chị đi đâu cũng được. Đây là cái phòng ngủ thứ nhất của chúng ta nằm ở phía sau. Các anh chị để ý có cửa sổ ở phía sau hết nha. Ngay cả ở bên dưới, ngay nhà bếp thì mình cũng có cửa sổ ra phía sau. Đó, cái trần thạch cao làm được dễ thương nha. Mỗi cái phòng là có một cái tông màu thạch cao cũng như cái điểm nhấn khác nhau. Phòng này khá là rộng rãi cho các anh chị rồi nha. Đó, phòng ngủ thứ nhất. Nhà vệ sinh thì mỗi tầng là mình có nhà vệ sinh và được đặt ở bên ngoài sử dụng chung cho hai phòng. Đó, nhà rất là dễ thương. Giá đầy đủ của căn này chỉ có là 1.650.000. Còn nếu các anh chị thấy là căn nào đăng ở bên ngoài là mấy trăm triệu thì đó là đăng ảo các anh chị nha. Giá ảo thôi. Đó. Căn này là 1.650.000, giá đầy đủ luôn. Nhà vệ sinh được đặt bên ngoài và bên em cũng lát gạch cho các anh chị từ dưới lên trên luôn. Dễ thương nha. Nhà đầy đủ 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Đó. Đây là căn phòng ngủ đằng trước. Căn phòng ngủ đằng trước này cũng có điểm nhấn này đó, rất đẹp luôn, màu tím dễ thương. Căn này thì mình sẽ có cửa sổ đi ra ngoài ban công nè, cửa chính ra ngoài ban công nè. Căn phòng ngủ này cũng khá là rộng rãi ha. Nằm ở ngay vị trí là quốc lộ 50, hương lộ 11 của Bình Chánh. Và về quận 7, quận 8, cầu Ông Thình chỉ khoảng 10 phút thôi. Nên các chị yên tâm. Ở đây thì rất nhiều khu công nghiệp và rất nhiều những cái dịch vụ hỗ trợ khác về công ăn việc làm này, về mua sắm chợ búa này rất là nhiều, Bách Hóa Xanh rất nhiều ở đây, trường học. Khu vực này thì rất rất nhiều khu công nghiệp. Và ở đây mình cũng đi qua nhà bè, thì đi qua cái phà Long Hậu khá là gần, về quận 7 cũng ok. Đó, ở bên đó thì mình có khu công nghiệp Long Hậu. Rồi ở đây thì có rất là nhiều khu công nghiệp như là Kuzumi gì đó. Rất nhiều khu công nghiệp Tân Kim. Và ở đây thì mình ra chợ Hưng Long cũng khá là gần ha. Các anh chị mua căn nhà này mình đi đâu cũng rất là tiện lợi nha. Gần bến xe buýt, mình có thể về bến xe buýt quận 8 này, về bến xe buýt Chợ Lớn, đều đi qua bến xe buýt của Hưng Long đó. Đây là tầng 2 của căn nhà các anh chị. Đây tầng 2 cũng giống như tầng 1 của thôi. Mình sẽ có hai phòng ngủ hai bên. Đó. Ở trên đây thì là trần la phong ha. Ở dưới mình làm trần thạch cao. Ở trên này mình làm trần la phong. Đằng sau mình cũng có cửa sổ luôn, rất là thoáng. Về mặt ánh sáng, không khí thì rất là ok. Căn này quay vào ban ngày này, chưa cần bật điện, sáng trưng luôn. Và hướng chính của căn nhà là hướng tây bắc. Đó, nhà vệ sinh được đặt ở bên ngoài nha. Sổ hồng riêng. Căn này sổ hồng riêng nha các anh chị. Sổ hồng riêng và giá đầy đủ của căn này chỉ 1.650.000. Đó, 1.650.000. Các anh chị hãy đăng ký video, đăng ký kênh để mình nhận được video hàng ngày nha. Mình xem xong livestream của cô Phương Hằng thì mình qua đây mình coi nhà cửa, để mình ít nhất là mình tìm được những căn nhà ưng ý, hoặc là ít ra mình có một vài kiến thức về bất động sản nha. Đầu tư bất động sản là một cái đầu tư rất tuyệt vời. Đó. Như cô Phương Hằng cũng có những cái giàu lên bởi vì bất động sản anh chị. Đó. Về sổ sách thì cô ấy cân bằng ký. Đó. Đây là khu vực ban công này, rất là dễ thương. Sao nãy mình không ra ban công là đằng trước ra. Đó. Đây là khu vực ban công tầng 2 ha. Rất đẹp nha. Hướng chính của căn nhà là hướng tây bắc ha. Các anh chị mua về mình có thể ra đây ngắm cảnh đàng hoàng, tuyệt vời. Và căn nhà này giá đầy đủ là 1.650.000. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì mình hãy đăng ký kênh để mình nhận được video vào 20 giờ mỗi ngày giúp em nha. Kênh của em thì báo giá đàng hoàng luôn, giá đầy đủ luôn, không có đăng ảo. Đó, một số anh chị lên Facebook đầy người đăng ảo, giá có mấy trăm triệu thôi. Tuy nhiên thì
các anh chị, đó là người ta đang câu khách thôi, còn bên em thì đang giá đầy đủ cho các anh chị lựa chọn. Cho nên các anh chị hãy đăng ký kênh để ủng hộ, cũng như bấm like dùm em nha. À, đây là cái canh mà em quay lúc mà mình đã ráp nội thất vô này, đó. Nhìn rất là dễ thương. Cũng một cái căn đó mà mình cho nội thất vô thì rất là dễ thương nha. Đó. Anh chị nào muốn phun nội thất thì cứ đến tới xem. Và bên em sẽ đưa cho anh chị option, những cái lựa chọn để các anh chị lựa chọn nha. Đó, kê bàn ghế rất là dễ thương. Bộ bàn ghế khá là đắt tiền đó. Giá đầy đủ căn này là 1.650.000 và ở đây là sổ hồng riêng luôn. Sổ này vay được ngân hàng nên các chị yên tâm. Đó, bếp này mình kê bộ bàn ăn rất là dễ thương này. Tủ bếp trên và tủ bếp dưới này, nhà vệ sinh này. Đó, có tủ bếp trên và tủ bếp dưới, khá là dễ thương nha. Đó, kê một cái bàn ăn ở đây dành cho gia đình này, đó. Ở trên thì mình tầng 1, tầng 2 thì mình kê phòng ngủ giống nhau hết luôn. Cầu thang cũng rất là dễ thương, làm bằng đá hoa cương ha. Hai lầu nha. Đó, căn này là hai lầu và giá đầy đủ là 1.650.000.000, bao hết tất cả các loại chi phí luôn. Đó, ở đây này. Làm nội thất khá là dễ thương. Đó, phòng ngủ còn rộng thênh thang, đựng tủ quần áo vô tư luôn. Các anh chị nào chưa đăng ký kênh thì mình hãy nhấn vào nút đăng ký kênh nha, để ủng hộ cũng như mình theo dõi video vào 20 giờ mỗi ngày. Đều có video mới trên kênh này, nên các anh chị hãy đăng ký kênh để ủng hộ em và theo dõi video vào 20 giờ mỗi ngày. Đồng thời các anh chị hãy nhấn vào kênh để mình tìm những cái bất động sản khác, những căn nhà giá dưới 1 tỷ bên em rất là nhiều. Các anh chị hãy vào kênh để theo dõi tiếp nha. Và nhớ nhấn nút đăng ký kênh dùm em nha. Đăng ký nha. Hãy ủng hộ em, hãy bấm like, comment bên dưới giúp em nha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào tối ngày mai vào lúc 20 giờ nha.